Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gali TV. Và trong video ngày hôm nay thì Gà có rất là nhiều món đồ hay ho muốn chia sẻ với mọi người. Đó chính là những cái món đồ mà Gà đã order Hàn Quốc cho cái dịp Tết năm 2021 này. Và cái những cái thùng đồ thì Gà đã kiểu cho các bạn xem. Ôi trời ơi. Đây các bạn. Các bạn thấy không? Thật sự là to lắm luôn á. Và tổng chi phí để cả mua hết cái thùng này thì nó tầm đâu là tầm gần 7 triệu. Thì trong này có rất là nhiều món đồ hay ho, cũng có rất là nhiều local brand của hàng hay ho mà Gà muốn chia sẻ với các bạn. Tại vì bình thường á, tại sao Gà lại biết nhiều local brand của hàng như vậy? Đó là bởi vì ngày xưa có một khoảng thời gian là Gà từng order giày. Tức là Gà từng làm seller đó, để Gà bán giày. Thì hầu như giày của Gà là Gà ọc từ bên Hàn Quốc về. Nên là xuyên suốt cái quá trình mà Gà kiếm giày, tìm giày cho khách đó, thì Gà cũng biết được rất là nhiều brand quần áo. Tuy nhiên là đồ của hàng thì nó bị cái vậy nè các bạn. Giá của nó rất là mắc luôn. Ví dụ như là một cái món đồ bình thường các bạn trả từ 500 cho tới 600 nghìn là bình thường. Nên là bình thường là Gà cũng không có hay ưa chuộng đồ của hàng lắm, mà Gà thích là mặc quần áo tao bao hơn. Tuy nhiên là đợt vừa rồi là kiểu end year nên nó sale cũng nhiều, nên là những cái món đồ mà Gà mua trong video ngày hôm nay á, hầu như là đều sale 50% hết đó, nên Gà mới mua được nhiều như vậy. Chứ nếu không bình thường mắc quá thì Gà cũng không mua được. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn nha. Những cái sản phẩm nào mà Gà tìm ra link á, thì Gà sẽ để dưới description box. Tuy nhiên lúc nãy Gà check á, thì Gà thấy là một số sản phẩm thì nó đã sold out rồi, nên là Gà không có link và Gà cũng không tìm ra được hình luôn. Thì sorry mọi người rất là nhiều. Nói chung là sản phẩm nào còn hàng, còn có thể order được thì Gà sẽ để link ở dưới description box. Đồng thời Gà cũng sẽ để link của cái shop mà Gà hay order đồ Hàn Quốc để cho các bạn tham khảo luôn ha. Ok, và đây là sản phẩm đầu tiên Gà bóc ra được. Thì đây là một cái set đồ đến từ hãng Lip Hop. Lip Hop là một cái trang, nói chung là một cái local brand hàng, một cái trang thương mại, không phải gọi là trang thương mại điện tử, nhưng mà nói chung là một cái shop bên hàng mà nó bán đồ rất là dễ thương. Nó giống như là kiểu đồ local brand của Việt Nam đó các bạn. Tuy nhiên là nó sẽ design những cái mẫu mà nó lạ hơn, đồng thời thì chất lượng nó cũng chắc chắn là sẽ ngày nữa là tốt hơn đó. Nhưng là đây, thì đây là cái set đầu tiên mình order được của Lip Hop. Thì đây, như các bạn có thể thấy, đây là một cái set đồ sweater. Đây là một cái set nỉ bông. Đây các bạn, cái set nỉ bông rất là basic, rất là căn bản thôi. Tuy nhiên là cái bông của nó này, các bạn nhìn nè, chất lượng nỉ bông của Hàn Quốc thực sự rất là đỉnh luôn các bạn. Bông hai mặt luôn, nói chung là mặc dù gọi là nỉ bông như vậy nhưng mà nó cũng rất là mềm và rất là mịn ấy. Và nó hoàn toàn không có cái mùi hôi. Ví dụ như là khi mà mình order đồ Taobao về á, thì thường thường là nếu mà mình mở ra thì mình sẽ thấy cái mùi xưởng nó sọc lên. Tuy nhiên là với đồ hàng thì Gà không có thấy bị như vậy nha các bạn. Từ cái form, cái dáng, đây cái này thì cái sản phẩm này thì còn hàng này, Gà sẽ để link ở dưới, đồng thời Gà sẽ để ảnh sản phẩm bên đây cho mọi người so sánh nha. Thì nói chung là đây là một cái set đồ basic thôi mọi người, nhưng mà các bạn nhìn nè, từ bo cho tới gấu tay rồi tất cả mọi thứ đều làm rất là cẩn thận luôn. Đây là cái áo nha, còn cái quần này các bạn, trời ơi cầm cái quần đã thật sự luôn á. Đây các bạn có thể thấy nè, trời, cái gấu quần nó mềm mà nó dày gì đâu luôn. Rồi cái form quần cũng rất là xinh nữa, nó kiểu form jogger mà kiểu bên hàng á, nên là nó vừa dài. Đây, như các bạn có thể thấy là nó vừa dài, mà cái phần bo của nó làm cũng rất là đẹp. Cái ống này to quá trời, rộng quá trời luôn. Thì cái này á, Gà thấy là hình như ở Việt Nam bây giờ cũng có rất là nhiều shop bán. Thật ra cái set này cũng không lạ đâu, các bạn có thể hoàn toàn ở trên Taobao rồi luôn, local brand Việt Nam cũng có. Tuy nhiên là Gà thấy là cái chất mà lông mà mềm như vậy, từ trước ra sau này, từ đằng trước đúng không, cho tới cái mặt trong nè, thì tới giờ thì Gà thấy là đồ hàng là đẹp nhất. Và đồng thời thì lúc mà Gà thọt tay vô hai cái túi á các bạn, nó ấm kinh khủng luôn á. Tại vì mùa đông bên hàng khá là lạnh ấy, nên là khi họ sản xuất những cái set này, thậm chí là dù có để mặc ở nhà đi nữa thì họ cũng sản xuất khá là dày và ấm. Chung là Gà hiện tại rất là ôm cái set này luôn các bạn. Set này có giá là 24.000 won, đúng không ta? Đúng rồi, 24.000 won. Thì quy ra là tầm đâu nhiêu ta, 500.000 ấy. Tuy nhiên là thấy 500.000 mà chất lượng như vậy là cũng rất là tốt, Gà hoàn toàn hài lòng luôn. Tiếp theo thì là có một cái set khác của Lip Hop. Thì cái set này á, lúc mà Gà xem ở trên trên website á, thì họ đã hết hàng rồi, nên là Gà không thể tìm được hình cũng như cũng không thể để link cho mọi người. Nhưng mà nói chung là Gà sẽ vui ra cho các bạn xem để xem thử là tại sao gọi là mua cái set này. Cái set này á, thì nó không phải là cái chất nỉ bông như lúc nãy, mà nó là hoàn toàn là nỉ luôn. Các bạn xem cái gấu họ làm nè, trời ơi là nó xinh cực kỳ luôn á mọi người. Đây các bạn có thấy cái gấu không, quá là xinh luôn. Rồi cái ống quần này thì nó cũng rất chất, cái quần này thì nó cũng rất là dày dặn. Và cái ống này như các bạn có thể thấy là nó là cái ống mà kiểu suông ra ấy. Đây các bạn thấy này,
nên là cái kiểu quần ống quần mà nó xuông ra xuông xuống luôn chứ nó không có bo lại như cái lúc nãy. Và cái lớp trong của nó này là cái một cái lớp len bông các bạn, mềm kinh khủng. Nói chung là chất lượng đồ clip hop rất là tốt luôn. Tới giờ Gà phải nói là Gà thích đồ clip hop một cách kinh khủng khiếp. Đây các bạn thấy nè, nhìn cái màu là biết là kiểu hàng hàng rồi chứ nó không có bị cái màu kiểu hàng phèn á mọi người. Còn đây là cái áo, thật ra thì cái set này nó không đặc biệt đâu, đấy là Gà không định ọt. Tuy nhiên cho tới khi mà Gà thấy cái áo này, các bạn xem cái áo nha, một cái áo nỉ. Tuy nhiên á là cái áo này nó rất là khác, là nó có cái phần cầu vai nó may phồng lên. Thì đây các bạn có thể thấy là có cả phần bo gấu nè. Nói chung là nó là cái form mà kiểu hơi crop top một xí. Rồi ở đây là kiểu tay cũng phồng ra, xong rồi kiểu cũng bo gấu lại. Nói chung là xinh cực kỳ các bạn ơi. Và lúc mà Gà thấy bạn mẫu mà mặc cái này á, kiểu cái tay áo này nó phồng lên, nó Gà là kiểu trời ơi, nhìn xoay mà thích kinh khủng, nên là Gà phải mua ngay lập tức. Và thực sự là cái chất á, từ quần tới áo quá là đẹp. Và nó còn kiểu lót một cái lớp bông ở trong ấy, xinh quá mọi người ơi, quá là xinh luôn á, thích, Gà rất là thích luôn. Xong xếp tiếp theo nè, thì có ở đây tận hai món. Hai cái quần này là Gà mua của Champion. Đây, hai cái quần Champion, hai cái quần này thì giống y chang nhau thôi. Đây Gà sẽ chỉ khui một cái cho mọi người xem thôi nha. Thì cái quần này lúc mà Gà mua, hình như Gà mua với giá tầm 40 mấy nghìn won một chiếc á, là lúc mà về tay thì giá nó tầm 1 triệu. Tuy nhiên á là cái quần này bởi vì Gà thấy nó sale khá là rẻ nên Gà đã mua tận 2 chiếc. Và Gà mua là size M hết. Và cái quần này nó đang hết hàng rồi các bạn, nên Gà không phải tìm link cũng như không phải tìm hình ấy. Thường thường web ở hàng á, một khi mà nó đã hết hàng á là nó sẽ kiểu nó sao ta, nó sẽ kiểu xóa luôn cái sản phẩm đấy mà mình cũng không thể nào mà tìm ra lại được, rất là ghét các bạn. Thì đây là một chiếc quần jogger rất là đáng yêu. Đây các bạn có thể thấy một chiếc quần mà kiểu thuộc dạng cái form của nó cũng kiểu jogger một xíu á. Tuy nhiên là cảm giác là vải của cái này thì nó khá là mỏng, và như các bạn có thể thấy thì nó có cái đường line Champion mà chạy xuyên suốt cái quần luôn, rất là xinh. Thì cái quần này Gà nghĩ là ví dụ như là mặc mình mặc thoải mái ở nhà cũng được, hoặc là mình mặc đi chạy bộ hay là tập gym đồ này nọ thì rất là ok. Thì sắp tới là Gà sẽ mua thêm một vài cái sport bra để mà Gà mặc chung với lại cái này, thấy rất là hợp lý đúng không? Tiếp theo nữa là một cái quần cũng đến từ Lip Hop. Cái này thì Gà mua với giá là 27.000 won, 26.400 won đó. Thì cái quần này là còn hàng nên Gà sẽ để hình bên này, đồng thời thì để link ở dưới cho mọi người tham khảo. Dạo này Gà bị mê quần lắm các bạn, nên Gà mua rất là nhiều quần luôn. Thì tại vì áo Gà có khá là nhiều nên Gà mua quần nhiều hơn. Cái vải của nó là một cái vải giống như là nỉ len vậy đó, mà nó là có màu lông chuột, rất là kiểu ấm áp. Và ở dưới thì nó cũng là kiểu quần jogger nên là nó cũng bo ở khúc cuối lại. Và các bạn có thể thấy là cái đường nhung, cái đường len nhung mà nó chạy theo rất là xinh. Thật sự là xinh khủng khiếp các bạn. Các bạn thấy nó xinh không? Như Gà là Gà thấy nãy giờ Gà siêu lòng lắm luôn, Gà thấy cái này cũng rất là xinh các bạn. Thật sự Gà nghĩ là cái này mà kiểu mặc như thế nào cũng đẹp luôn á. Nói chung là mặc ở nhà cũng được, mặc đi chơi cũng được, cho cái sợi dây luôn á, nó làm cũng rất cẩn thận, cực kỳ đẹp. Công nhận đồ clip hop chất lượng quá tốt, Gà thích lắm ấy. Kiểu Gà phải order thêm một đống kiểu quần áo nữa mới được, chứ Gà thấy nãy giờ Gà hơi thiếu áo rồi, mỗi quần thôi các bạn. Gà nghĩ là Gà sẽ sau cái đồ này Gà sẽ order thêm một vài cái quần áo nỉ nữa. Đây các bạn thấy xinh không? Bảo không xinh đi. Trời ơi cái màu này đẹp quá mọi người ơi, thích quá à. Rồi tiếp theo này là ba cái áo len cổ lọ này. Trung bình giá Gà mua là 6.000 won một cái, là nó đã được sale rồi. 6.000 won thì bao nhiêu tiền ta, tầm đâu 150 à. Nhưng mà Gà thấy là cái shop này, cái này là nó là cũng cái shop tên là Mua Mua. Thì đây là cái shop mà Gà có cái áo lông mà các bạn hỏi Gà rất là nhiều á. Thì đây Gà mua áo lông ở đó, xong rồi Gà thấy là nó có mấy cái chiếc áo cổ lọ này cũng xinh này, nên là Gà cũng mua luôn. Chất cổ lọ của Hàn Quốc thì nó không phải là cái kiểu chất len thuần, mà nó là kiểu thun pha len. Đây các bạn có thể thấy. Thì đó, ở ngay đằng trước thì nó có một cái logo của Moa Moa thôi, nói chung là không có gì đặc sắc cả. Những cái áo này thì thường mua rất là nhiều, để các bạn biết sao không? Để ví dụ như là mình mặc xong để mình layer ở ngoài, áo khoác đồ này nọ ở ngoài rất là chất, rất là xinh, thì cảm thấy cực kỳ là hợp lý luôn á mọi người. Còn nói chung là đó, cái đó là màu đen, còn ở đây là có một cái màu trắng nữa. Đây một cái màu trắng các bạn. Và ở đây thì Gà có một cái kiểu khác, cái kiểu này thì nó khác cái kiểu lúc nãy. Ví dụ các bạn có thể thấy là cái kiểu lúc nãy là nó là kiểu có nó trơn thôi đúng không? Xong nó chỉ có một cái logo đằng trước ngực thôi. Thì cái này nó lại khác nè. Cái này thì nó lại kiểu là áo như thế này. Áo kiểu cũng thun thun như vậy, nhưng mà nó kiểu vàng lằng á. Nó kiểu có mấy cái đường vân nhung ở trên, và nếu mà mình vẽ lại thì chữ mua nó sẽ nằm ở đây, khá là độc đáo đúng không? Gà rất là thích cái áo này. Nói chung mà cũng gần hết cái haul hôm nay rồi á, tuy nhiên là còn cái món nó cũng hay, Gà muốn cho các bạn xem.
Thì đây là một chiếc bông tai đến từ hãng L mà mình mua được trên Temon. Thì Temon cũng là một cái trang thương mại điện tử bán rất là nhiều đồ của Hàn Quốc. Thường thường á, nếu các bạn muốn mua đồ hàng mà sale á, các bạn hãy follow cái shop mà Nga có link ở dưới description box á. Họ hay đăng nhiều deal sale đó các bạn. Thì rất là dễ mua thôi, các bạn chỉ cần lấy link xong rồi gửi cho chị đó thì chị sẽ off cho các bạn. Thì đây là một cái đôi bông tai nè. Đây thì Nga sẽ để cái hình bên này cho các bạn chị hình dung. Thì nó là cái bông tai mà kiểu hai cái kim băng đan với nhau á, trông cũng rất là xinh. Ok thì Nga đã show hết các bạn thôi. Ngày hôm nay Nga có được gì rồi, hy vọng các bạn thích video. Nếu bạn thích thì nhớ like và subscribe Gali TV nha. Và các bạn nếu thích những cái món đồ mà Nga mua trong video ngày hôm nay thì đừng quên check những cái link Nga để dưới description box. Ok.